Từ ngày mai 25 tháng 7, thư viện thành phố Cần Thơ sẽ triển lãm sách chuyên đề về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đơn vị đang tập trung phối hợp chuẩn bị cho hoạt động triển lãm này. Đây là không gian chính triển lãm sách chuyên đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân. Qua rà soát, thư viện thành phố có thể phục vụ tại triển lãm và trên cổng thông tin điện tử của thư viện được 40 tên sách, gồm sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sách của nhiều tác giả viết về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thư viện thành phố còn phối hợp chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại Cần Thơ bổ sung tên sách và số lượng phục vụ tại triển lãm, dự kiến sẽ có khoảng 150 tên tại triển lãm diễn ra từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8.